Anh đâu có nghĩ bậy gì đâu em. Con mèo đúng không? Ok, đầu tiên thì em vẽ khung trước nha. Khung mắt, khung mũi, khung miệng. Có khung rồi thì mình tô mắt bằng màu xanh. Sau đó mình tô nền hết cho nó bằng màu nâu. Có nền rồi thì mình vẽ mắt cho nó. Rồi tỉa lông. Tỉa lông càng nhiều càng tốt. Lông ngắn thôi nha. Tương tự cái lông mờm mình tỉa luôn. Xong rồi mình tô mũi, tô miệng. Và tỉa lông tiếp. Lông chỗ đậm, chỗ nhạt. Lông, lông, quá trời lông. Lông nhiều mới giống con mồm. Mồm leo. Là mèo